Ăn bánh nướng đã trở thành một cuộc thi khá phổ biến trên thế giới, hàng năm được tổ chức ở nhiều nước như Australia, Mỹ, Anh và các nước châu Âu khác. Vừa qua tại thành phố Rostov-on-Don ở Nga cũng đã diễn ra một cuộc thi ăn bánh nướng truyền thống, thu hút 15 thí sinh dự thi và rất đông khán giả đến theo dõi. Tại sao cuộc thi này lại đặc biệt? Bởi nó rất gần gũi với truyền thống và tập tục của người dân Nga. Nó đại diện cho việc tiêu thụ thức ăn ngon và tốt cho sức khỏe, được làm từ những sản phẩm thiên nhiên, là những món thân thuộc như món nhà làm. Thử thách đối với mỗi đối thủ là phải ăn thật nhanh một chiếc bánh nướng nặng nửa kg nhân gan gà và khoai tây vô cùng thơm ngon. Cuối cùng, anh Georg đã ăn xong chiếc bánh trong thời gian ngắn nhất và giành chiến thắng một cách ngoài mong đợi. Tôi lúc nào cũng ăn nhanh. Có thể gọi đó là lối sống của tôi. Tôi đến để tham gia thôi và không ngờ chiến thắng lại thuộc về mình. Sự kiện cũng là cơ hội để người dân và du khách được nếm các loại bánh mì và bánh nướng thơm ngon của địa phương. Ban tổ chức cuộc thi cho biết, có thể năm sau họ sẽ tổ chức một cuộc thi nhằm phá kỷ lục Guinness về ăn bánh nướng.